chào các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn này, hướng dẫn các bạn cách học tục ngữ trong tiếng Anh. Đó, nhiều khi mà chúng ta nghe họ người nước ngoài sử dụng tục ngữ, chúng ta sẽ không hiểu gì cả. Vì thế mà kiểu mông lung ấy. Đó, vì thế mà hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách học tục ngữ trong tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ đến với câu đầu tiên. Chúng ta có câu đầu tiên, đó là "I want sows, sows grow he deep". Đó ạ. Câu này có nghĩa là gì? "I want sows, sows grow he deep". Đó ạ. Các bạn ghi câu này nha. Câu này chắc chắn sẽ làm các bạn cảm thấy hứng thú. Vì câu này có nghĩa là gieo nhân nào gặt quả đấy, gieo nhân nào gặt quả đấy. Khi trong dùng tiếng Anh mà chúng ta ý cái gieo nhân nào gặt quả đấy, đó là gì? Khi mà chúng ta làm điều không tốt thì chúng ta sẽ nhận lại được những cái điều không tốt, và khi là chúng ta nhận làm điều tốt ấy, thì chúng ta sẽ nhận lại được những thứ xứng đáng với điều tốt mà mình đã bỏ ra trước đó, thì người ta sẽ sử dụng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Đó, trong các tình huống như thế thì bạn có thể khi mà bạn làm được một việc mà tốt ý, mà được người khác làm, tức là khi mà một người mà chơi xấu bạn mà bị người Việt Nam mình gọi là nghiệp quật ấy đó, thì bạn có thể nói với người ấy như thế này, đó là "I want sow, he sell the dead". Gieo như nào thì gặt quả ấy thôi. Đó. Tiếp theo đó là đây. Tiếp theo chúng ta có câu này: "Too many cooks spoil the sprout". Too many cooks spoil the sprout. Đó. Các bạn có thể đoán ra câu này nghĩa là gì được không? Too many cooks spoil the sprout. Too many cooks spoil the sprout. Too many cooks spoil the sprout. Câu này có nghĩa là lắm thầy nhiều ma, ý chỉ hẳn là các bạn đã hiểu sơ qua. Tức, ví dụ như là tiếng lắm thầy nhiều thầy bói quá ấy, thì nhiều khi là có sẽ xuất hiện kẻ bị bợm nói không đúng với sự thật, thì người ta sẽ nói là lắm thầy nhiều ma. "Too many cooks spoil the sprout". Đó, thì chúng ta sẽ nói như vậy ạ.